Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Buổi tối ngày nay mình làm một clip cũng đơn giản này, gọi là tập cho con diều đứng trên cầu và ăn trên găng các bạn, cũng như là mình tập cho hai con chì ca của mình nó đứng găng và ăn xem như thế nào nhé các bạn nhá. Đây cũng nhân đây thì mình đang còn một con diều ẩn cũng như là hai con chì ca. Đấy, các bạn nào cần hãy liên hệ nhanh với mình nhá. Ok. Đây là con diều ấn mới về hôm sáng nay các bạn. Đấy, sáng nay thì bây giờ là buổi tối thì mình bắt đầu mình cho nó ăn đấy các bạn. Yeah. Đây là con diều ấn má cho nên nó khá là to các bạn ạ. Đấy, giờ đang đấy, con diều ấn thì cho ăn đơn giản bởi vì dòng diều lúc nào nó há mồm. ăn như cái tàu há mồm ấy các bạn. Ăn thì cũng nhiều hơn con Sika một chút. To đúng là nặng chịu hết cả tay các bạn ạ. Mình không có cái kìm cho nên là không có cái kéo cho nên là ấy nó hơi khó. Đút tay thì con này nó khá là hung cho nên là nó mổ các bạn. Người này nó mổ mình cái thấy hơi thốn. Đấy. Dùng đũa thì đũa nó cứ miếng này khá là to, đũa nó cứ dính vào thịt nó lại nôi ra các bạn. Đấy, chưa? Mổ phát là tí trúng tay mình luôn. Mấy con diều ấn này trông nó hiền vậy nhưng mà nếu mà nó mổ thì đau hơn Sika các bạn ạ. Chắc mình phải lấy đũa đi các bạn. Nó mổ tay khá là thốn đấy. Vừa rồi đưa cho cậu em ở Long An chạy lên Sài Gòn lấy con diều ấn và vừa nãy cậu nhắn tin cho mình bảo là con diều ấy nó đã đứng găng và nó mổ ăn thì các bạn. Đấy, cũng rất là tuyệt vời luôn. Cậu đây cũng con mái cũng giống hệt con này luôn. Đấy, hai con không khác gì nhau luôn các bạn. Dòng diều thì nếu chúng ta có thời gian huấn luyện nó thì rất là tuyệt vời. Bởi vì giá dòng diều ấn nó khá là rẻ. Nhưng mà nó lại rất là to và đẹp. Đấy, có điều là các bạn chơi với các cái dòng diều các bạn phải hiểu nó là cái dòng lượn. Đấy. Chứ không phải là dòng săn. Nhiều bạn cứ phím hỏi mình ví dụ như mấy con diều ấn thì có đi săn được không? Nói thật các bạn, con chim to như này mà là cái dòng săn thì khá là nhiều tiền đấy các bạn ạ. Chứ không phải 400.000 hay là 300.000 đâu. Các cái dòng săn mà to như này thì mét của nó phải tầm 1,5 triệu đến 2 triệu. Đấy, cái dòng này nó đẹp hơn dòng ưng ấn. Nhà dòng ưng ấn là dòng ưng. Đấy, cho nên là nó đắt tiền hơn. Cái này dòng diều nó rẻ đấy các bạn. Kiểu diều ấn thì diều mướp thì diều sáng với đỏ các thứ rất là nhiều cái dòng diều. Đấy, tất cả các dòng diều đều giá nó rẻ. Cả bu da cũng thế. Rất là rẻ các bạn ạ. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ bắt con Sika mình cho nó ăn. Các bạn coi nhá. Tập cho con Sika ấy các bạn. Ok các bạn này, đây là con Sika của mình nhé các bạn. Đấy, hôm qua mình đã tập cho nó đứng găng và hôm nay mình tập cho nó ăn găng nhé các bạn nhé. Ăn rất là ok. Con Sika này nó chân nó màu trắng rất là đặc biệt các bạn ạ. Các bạn thấy không? Chân màu trắng toát này. Con này nó vẫn còn hơi nhát cho nên là nó ăn nó vẫn còn ngại các bạn. Do mình cũng không có thời gian mình cầm nhiều ấy các bạn. Nếu mới có thời gian cầm nhiều thì chắc giờ nó cũng dạng lắm đấy các bạn.
Các bạn thấy không? Ăn rất là hăng. Mấy con này thì mình cho nó ăn no suốt cho nên là nhiều con nó còn tăng cân hơn là ở ngoài tự nhiên đấy các bạn. Nhiều con ngoài tự nhiên bắt về giờ cái lườn của nó rất là gầy. Đấy, sau khi về mình cho nó ăn ngày khoảng 2 bữa cho nó no thì mấy con này nó lại béo ra các bạn ạ. Nếu mà cứ có cút cho nó ăn thường xuyên thì nó sẽ rất là nhanh béo các bạn ạ. Ngon hơn nhỉ. Con này thì nếu mà thích thì ngày mai mình có thể tập cho nó xé mồi trên găng được đấy các bạn. Nó cũng nhanh thôi. Những cái dòng Sika như là dòng nhát cho nên là chúng ta phải có cái thời gian nhiều hơn so với các cái dòng chim khác để chúng ta huấn luyện nó để nó nhanh nhanh thành công với các bạn. Đấy, cho nó nhanh xong bài. Ok, để mình bắt thử con kia ra xem con kia nó mới về các bạn nhá. Con này như thế là nó tự ăn thì mình cho nó ăn tiếp nha các bạn nhá. Nào, ok các bạn này, đây là con Sika thứ hai của mình. Con này nó mới về thôi, cho nên là nó cũng chưa dạn lắm các bạn ạ. Mới tập cho nó đứng găng sơ sơ thôi các bạn này. Chưa? Con này nồng nà cũng khá là ok. Thấy không? Nó vẫn còn nhảy các bạn. Đứng găng thì vẫn đứng nhưng mà nhảy thì nó vẫn cứ nhảy. Đấy, con này thì qua vẫn đang còn đút thì không biết nay đưa mồi nó đã tự ăn chưa đấy các bạn. Này chắc thì chắc chưa tự ăn được các bạn ạ. Trong con nhát thế này thì chắc là chưa tự ăn đâu các bạn ạ. Nó vẫn còn hay nhảy vậy thì chưa thể nào nó tự ăn được ấy các bạn. Khi nào mà nó không nhát nữa, nó không nhảy nữa thì bắt đầu mình đút thì nó mới ăn đấy. Bị rơi các bạn ạ. Vẫn còn bay các bạn. Đây chắc phải thêm ngày 2 ngày nữa chắc nó mới tự mổ nó ăn đấy các bạn. Đấy, cái nó cũng mổ nhưng mà nó vẫn còn chưa nuốt đấy các bạn. Đấy là mình cho món rất là ngon rồi đấy. Ok chưa? Các bạn thấy mình kiên trì một tí là nó cũng sẽ mổ ăn đấy các bạn. Đói mà, chẳng qua là mình cũng không có ép cân với cho nó ăn chưa ấy. Đấy. Đây các bạn thấy không?
thấy con này cũng tương lai rồi. Ok, clip này mình sẽ dừng cái đây nhá. Các bạn cần mua chim thì cứ liên hệ của mình, có số điện thoại gì đấy nhá. À, rất là tuyệt vời luôn. Con này cũng là con Sika mái các bạn ạ, cũng khá là to đấy, chắc phải trên 200 gram nhá. Ok, clip này mình xin dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.